Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quốc hội thông qua luật căn cước, nhóm lợi ích của Bộ Công an có hết cửa, kiếm trác hay không? Truyền thông nhà nước đưa tin sáng ngày 27 tháng 11, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua luật căn cước với số phiếu tán thành 431 trên tổng số 468 đại biểu, chiếm tỷ lệ 87,25% tổng số đại biểu Quốc hội. Như vậy, Quốc hội đã chính thức thông qua luật căn cước gồm 7 chương và 46 điều. Theo đó, luật căn cước mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đến thời điểm đó, thẻ căn cước công dân được đổi thành thẻ căn cước. Đáng chú ý, một điểm tiến bộ cần ghi nhận, luật căn cước cho phép người Việt chưa xác định được quốc tịch sẽ được cấp thẻ căn cước. Quốc hội thông qua luật căn cước mới. Theo ông Lê Tấn Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh cho rằng, việc đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số, giúp cho công tác quản lý nhà nước khoa học hơn, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của chính phủ. Còn đại diện của Bộ Công an giải thích, việc đổi tên nhằm mục đích phù hợp với tên gọi của các loại thẻ nhận dạng thông tin công dân trên thế giới. Công luận thấy rằng, việc Quốc hội chính thức thông qua luật căn cước đã làm cho một số đông dân chúng thở phào nhẹ nhõm. Bởi lâu nay, dư luận xã hội đã có rất nhiều ý kiến cho rằng, đây là cách làm ăn của ngành công an, nay vẽ cái này, mai vẽ cái khác để mà kiếm tiền chia nhau gây tốn kém cho người dân và xã hội. Cụ thể, Bộ Công an ra rất nhiều các chủ trương được cho là móc túi dân để mà trục lợi như đổi biển số xe, đổi giấy tờ tùy thân vân vân. Đó là chưa kể, mới đây, Bộ Công an lại có đề xuất những giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 phải đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình chính phủ quy định vân vân. Đây là mẫu thẻ căn cước thứ 6 mà người dân Việt Nam đã phải thay đi thay lại trong vòng chỉ có 10 năm qua. Điều đáng nói, chỉ mới tháng 3 năm 2023, sau vụ bắt buộc người dân phải đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip ít lâu, thì Bộ Công an lại bắt người dân đổi sang loại thẻ căn cước công dân gắn chip sửa đổi, mà theo họ có tính ưu việt hơn. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam là người cũng hết sức tài tiếng với cú đớp bò rát vàng bên London. Truyền thông nhà nước tiết lộ đến nay đã có gần 80 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip được Bộ Công an cấp cho người dân. Giới chuyên gia tính toán việc mua phôi thẻ nhựa để in các loại giấy tờ như căn cước, giấy phép lái xe v.v. chỉ cần chênh lệch trên giá mua 1.000 đồng mỗi thẻ thì Bộ Công an đã hưởng chênh lệch tới 80 tỷ đồng. Rồi cứ thế mà nhân lên vài lần với đủ các loại giấy tờ khác nhau, chồng chất lên người dân cả nước phải chịu. Và điều này có liên quan gì đến thông tin đăng trên trang fanpage của Đảng Việt Tân? Theo đó, tác giả Hạnh Nhân đưa tin như sau. Một nguồn tin cho biết bên làm phần mềm với cấp phôi nhựa là cháu của người đứng đầu Bộ Công an. Mấy năm gần đây, nào tiền thuế của dân cũng rót vào đều đều 3.000 tỷ đồng. Đây cũng là một phần là do người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam cần một cái máy chém nên mới chấp nhận cho nhiều quyền tới vậy. Cho đến hiện tại, người đốt lò cũng chỉ hy vọng người kế tiếp cản lại được cơn bành trướng này. Tờ Thời báo .d chưa có điều kiện để mà kiểm chứng thông tin trên. Công luận thấy rằng lâu nay Bộ Công an cứ cho đổi đi đổi lại liên tục các mẫu giấy tờ cá nhân, lợi đâu chưa thấy. Chỉ thấy người dân thì bị hành hạ, chạy ngược, chạy xuôi với các thủ tục hành chính nhiều khề, rất mất thời gian, vô cùng tốn kém và ảnh hưởng đến công ăn việc làm của nhiều người. Đến nay, sau khi Quốc hội đã thông qua luật căn cước thì cũng chẳng ai dám nhắc rằng nhóm lợi ích của Bộ Công an sẽ hết cửa kiếm trác cả. Một phiên họp của Quốc hội Việt Nam cũng xin nhắc lại rằng lâu nay trên mạng xã hội đã có những ý kiến chỉ trích trực tiếp Bộ Công an cũng như Bộ trưởng Tô Lâm khi cho rằng thời Pháp bọn nó ác thế mà một cổ chỉ có hai chồng. Thời này luôn hô hào là thiên đàng, là nhân văn, là một cổ có đến cả nghìn chồng. Bộ Công an dưới thời ông Tô Lâm liên tiếp đề xuất các chính sách móc túi dân. Cứ 10 chính sách thì có hết đến 9 chính sách đi ngược lòng dân để mà hành dân. Trong vòng 10 năm, 6 lần đổi mẫu giấy tùy thân, đúng là bọn đầy tớ, phản chủ. Được biết, ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, người dân đã sử dụng thẻ căn cước trong cuộc sống và sinh hoạt. Vậy mà gần 50 năm sau, các đỉnh cao trí tuệ lại đưa cả nước đi lòng vòng từ chứng minh nhân dân đến căn cước công dân v.v.
vừa cuối cùng đã đổi thành thẻ căn cước. Nhà báo Huỳnh Ngọc Trinh, cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên thì mỉa mai rằng, một bước ngoặt lịch sử, một công cuộc cải cách cách mạng vĩ đại phải kéo dài qua gần nửa thế kỷ mới hoàn thành. Thẻ căn cước đã trở lại với thẻ căn cước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ngày hôm nay. Quốc hội thông qua luật căn cước, nhóm lợi ích của Bộ Công an có hết cửa kiểm tra hay không? Các đại gia đã sập bẫy vỗ béo rồi thịt của lãnh đạo Việt Nam như thế nào? Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, một nguồn tin khả tín đã với tờ Thời báo.de rằng Vạn sự đã an bài. Cụ thể, vụ án sẽ không mở rộng điều tra lên trên mà sẽ đi theo chiều ngang. Nghĩa là cơ quan chức năng sẽ tập trung giải quyết thu hồi các tài sản liên quan để xem xét bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư, người mua trái phiếu. Nguồn tin cho biết thống đốc, lãnh đạo các chuyên viên hàng đầu của ngân hàng nhà nước đã lên nhiều kịch bản đối phó khác nhau để đảm bảo ổn định về kinh tế vĩ mô. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan sẽ kết thúc trước Tết Nguyên đán 2024 trên tinh thần hòa cả làng. Và câu hỏi trùng cuối là ai sẽ không có câu trả lời. Những tin tức vừa kể trên phù hợp với một kịch bản đã được loan truyền trong giới thạo tin từ lâu nay. Đó là chính sách kinh tế tay không bắt giặc do ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị sẵn. Với chiêu thức có tên rằng nuôi béo rồi thịt rất ít người biết. Đây là chính sách làm kinh tế thu rất nhiều lợi nhuận. Đảng không phải bỏ vốn mà lại còn được người ta mang ơn. Đây là kịch bản được dâng sẵn cho các đại gia nổi tiếng như Trịnh Văn Quyết, FLC, Đỗ Anh Dũng, Tân Hoàn Minh và mới đây nhất là Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát. Tất cả đều có kết như nhau rằng tịch thu tất cả tài sản của các đại gia, còn Đảng thì được cả tiếng và cả miếng. Quan trọng hơn, người dân Việt Nam, đặc biệt ở tầng lớp trung lưu, những người gom góp tiền của tài sản để mua trái phiếu, chơi chứng khoán vân vân, cuối cùng cũng mất hết cho Đảng. Nhưng về danh nghĩa, dân chúng trắng tay là do các đại gia, tỷ phú lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của họ, còn Đảng nắm tiền, giữ tài sản của các đại gia như Đảng vẫn vô can. Trên thực tế, các đại gia ở Việt Nam ban đầu được Đảng tạo điều kiện cho làm giàu rất nhanh. Không những thế, truyền thông nhà nước còn giúp PE quảng cáo tuyên truyền không công, xây dựng hình ảnh cho cá nhân cũng như doanh nghiệp rất hoành tráng. Ban đầu, các doanh nghiệp và các đại gia nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo nhà nước. Họ được gặp gỡ các lãnh đạo của Đảng, nhà nước, được chụp ảnh kỷ niệm, thậm chí còn được tặng thưởng cả huân chương lao động, nhiều hạng khác nhau vì thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Khi ấy, quan hệ giữa các đại gia với giới lãnh đạo Đảng, nhà nước rất chân tình, đầm ấm. Lãnh đạo cấp cao như người trong gia đình vậy, việc gì khó đã có anh Tư, chú Sáu đứng sau chỉ đạo, giúp đỡ tận tình. Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FEC. Trong khi công cuộc chống tham nhũng vẫn được tiến hành mạnh mẽ, các đại gia cứ nghĩ là họ là doanh nhân có hạng, được bảo kê không ai dám đụng đến. Để rời tới lúc đủ béo, Đảng sẽ thịt, và kết thúc là đại gia sẽ trắng tay và đi tổ. Thậm chí Đảng còn cố tạo ra những lỗ hổng để dụ các đại gia vào chồng. Vì Đảng biết rõ, lũ đại gia toàn là tay trắng đi lên, làm gì có tiền, kể cả giàu như Trương Mỹ Lan, xuất phát điểm cũng chỉ là một tiểu thương bán vải ở chợ An Đông, cũng đều là tay không bắt giặc. Mà Đảng biết người nào trong số họ cũng đều tham. Khi có lãnh đạo Đảng đứng sau lưng chống lưng, họ càng lao vào kiếm tiền như thiêu thần vậy. Chiêu bài mà Đảng tung ra để dụ dỗ chính là đất đai của quốc gia. Ban đầu, Đảng bán cho vài lô đất với giá rẻ như cho để làm vốn. Khi đó, Đảng mới rỉ tai nói nhỏ, tiền trong dân nhiều lắm, hãy tìm cách moi ra mà sai. Đồng thời, cả hệ thống chính trị bao gồm cả Đảng và chính phủ sẽ đồng hành với doanh nghiệp trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro cùng chia sẻ. Chính phủ sẽ chỉ thị cho ngân hàng nhà nước, ủy ban chứng khoán, kiểm toán nhà nước v.v. tạo điều kiện hết mức, bật đèn xanh cho các đại gia thông qua kinh doanh chứng khoán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp để hút tiền từ dân theo chiêu thức này là mỡ nó, dán nó. Ban đầu cho phép các đại gia được phát hành trái phiếu doanh nghiệp vô tội vạ, ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ sát cánh,
tạo điều kiện cho kinh doanh, kể cả cho phép lũng đoạn, gian dối, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tha hồ mà tô vẽ, vẻ đẹp để làm mồi nhử cho dân tham lam, vào chồng càng nhiều càng tốt. Cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Làm như thế có cái lợi là những anh Tư chú Sáu sẽ rất an toàn, chẳng mất tí mồ hôi nào, sống bằng nghề bảo kê cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp lại quả thì có bao nhiêu tao cứ lấy và không quên câu tớ cảm ơn. Nhưng trên tinh thần hoàn toàn không vụ lợi, có tố ngược cũng chẳng sao. Đến khi Đảng chăm bẵm cho béo rồi thì Đảng sẽ làm thịt. Khi đó Đảng coi như không liên quan và bảo tài sản đất đai nhà nước thu lại đó là sở hữu của toàn dân do Đảng thống nhất quản lý, đâu phải của các đại gia. Thiếu nước Đảng nói toạc móng heo ra rằng Đảng mượn tay đại gia làm giàu cho nhà nước và mượn tay các đại gia để moi tiền của dân. Đến khi dân đòi nhà nước phải có trách nhiệm, Đảng sẽ hỏi ngược lại, cho ai vay thì đi đòi người đó. Dù rằng tiền bạc tất tần tật đều nằm trong hầu bao của Đảng. Do vậy có người khuyên, những nạn nhân của Vạn Thịnh Phát đừng hy vọng gì nữa. Tiền của các vị gửi cho SCB, Vạn Thịnh Phát đã nằm trọn trong hầu bao của Đảng. Nhưng Đảng thì vô can, nên Đảng không có trách nhiệm trả lại cho quý vị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D ngày hôm nay với bản tin các đại gia đã sập bẫy, vỗ béo rồi thịt của Đảng và lãnh đạo Việt Nam như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm D.